Rồi, hello anh em nha. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành nha. Tiếp tục clip sáng hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em cái lô máy cũ mới về này nè. Lung tung máy hết ha. Để mình sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em. Anh em nào ưng cái máy nào cứ alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại đặt máy mình là 0355 356 356. Cũng như địa chỉ của mình, ngã tư chợ Phước Cát, Cát Tiên Lâm Đồng nha anh em. Đó. Những trục trặc thắc mắc anh em alo trực tiếp. Quy định mua máy mình thì anh em biết rồi, cọc trước cạc 50.000 Viettel cho những máy dưới 2 triệu. Và những máy trên 2 triệu thì anh em cọc trước cho mình cạc Viettel 100k nha. Mình sẽ ship tận nhà và anh em tiền máy thì anh em cứ trừ tiền cọc ra và thanh toán cho shipper. Con máy đầu tiên sáng nay là con Huawei nè anh em. Huawei L21 ha. Vỏ thì 6 theo 5 tháng. Rồi 6 theo 5 tháng rồi. Kính thì đẹp. Kính thì còn đẹp, mình mới tháo cái lực ra rồi. L21. Con này RAM 2, bộ nhớ 16, màn hình 5.5 inch. Pin của nó 3000 nha anh em. Ship sạc anh em tự chịu nha, bán rẻ cho anh em thôi, giá 950k. 950k, tất cả chức năng còn full cho anh em. Màn hình 5.5 inch xem YouTube cũng rất là rõ nha. Con này camera cũng còn được, chụp hình khá là đẹp. Đó. Rồi. Cấu hình mình cũng báo như clip, máy thì quay y chang luôn anh em. Đó sao thì quay vậy ha. 950k, ship sạc chưa bao. Oppo F1 VK RAM 3, ổ nhớ 16, màn hình 5 inch, pin của nó là 2.5 nha anh em. Và giá cũng 950k luôn, ship sạc còn chưa bao, màn hình hiển thị rất là đẹp. Con này vỏ sale mình mới thay rồi. Còn một con duy nhất thôi. Giá 950k nha anh em. Chụp hình tạm được, không phải là quá đẹp, chấp nhận được thôi. Mấy con này thì ra cũng lâu lâu rồi, chủ yếu anh em xài chống cháy thôi. Màn hình thì kính đẹp keng nha anh em. Này, 950k, ship sạc chưa bao. G500 Samsung, màn hình đẹp kén sao em, kính không vết trời. Cái này mình mới tháo gương lực ra rồi, anh em thấy kính không, soi gương luôn, không có vết trời nào luôn nha. Lưng thì trời nhâm theo 5 tháng, máy nguyên riêng. Con này rừng nguyên riêng. Sườn thì tróc sơn rồi anh em. Mấy cái lốp này sơn theo nhựa mà, vỏ sơn nhựa nên là tróc cạo sạch luôn rồi. Màn này thì lưu ảnh nhẹ. Đây anh em thấy không? Cái máy này quay rất là rõ nha. Mình sử dụng cái máy quay này, này quay rất là nét nên anh em thấy rõ luôn. Có lưu ảnh nha. Đấy, nguyên riêng. Đó, lưu ảnh nha anh em. Màn hình có lưu ảnh, mình có quay sao y trong clip luôn, nhưng mà hiển thị còn rất là nét. G5 lưu ảnh như video quay, kính đẹp keng xà beng luôn. Màn hình 5 inch, ra 1.5 inch, bộ nhớ 8, pin 2600. Thì giá thì anh em ship sạc anh em tự chịu nha, yêu thương nha anh em thôi. 800k anh em, 800k ship sạc anh em tự chịu nha. Camera rất là rõ anh em thấy không, camera nét keng luôn. Quá đẹp, chụp hình thì quá đẹp nha. G500 giá 800.000, ship sạc mình chưa bao nha. G3 Pro Samsung, vỏ nắp sau này mới thay này, đẹp keng sao beng như bóc hộp luôn. G3 Pro màn hình 5 inch, RAM 2 16, pin 2004. Giá ship sạc mình bao cho anh em luôn là 1350. 1350 nha anh em. Máy đẹp keng sao beng. G3 Pro. Ok luôn, 1350 mình bao ship sạc cho anh em. G7 10 màn hình 5.5 inch, RAM 2 16, pin 3003. Ngoại hình còn rất là đẹp. Sườn thì nhâm nhâm nhẹ thôi. Còn kính lưng đẹp kem. Máy nguyên riêng. Con này chưa có thay thế gì hết, xài mà nó giữ kinh hồn luôn. Đó. Camera thì chụp hình đẹp. Coi thử cái wifi coi. Rồi ok luôn anh em. 1550 ship sạc còn bao cho anh em nha. 1550. Meizu M3S vẫn còn tiếp tục nha anh em. RAM 2 16, màn hình 5 inch, pin 3030. Máy nguyên riêng đẹp keng sao beng. Màn hình hiển thị nét luôn. Đẹp. Rồi camera coi. Được anh em. Camera chụp hình ok luôn.
cũng như wifi rồi xài ok hết, mấy chức năng cơ bản này thì có hết nha anh em, khỏi khỏi lăn tăn nha. Meizu M3S giá của nó là 1,1 triệu, ship sạc còn chưa bao nha, 1,1 triệu thôi anh em. G7 Pro, vỏ ring men ring, vỏ ring keo luôn anh em thấy không, nó dán keo á, mình mới lột ra này, máy này phụ nữ xài nha, đẹp keo sa beng luôn, không thể chơi vào đâu được luôn. Nhưng mà màn này màn thay nha anh em, màn này thay nha, màn này mới thay nhưng mà bao anh em xài rất là chuẩn nha, màn xịn nha, con này màn xịn nha, em phải mang thật lâu đó, ok luôn. Test cho anh em chức năng cơ bản của nó, mỗi chức năng là full nha anh em đó, anh em thấy không, rất đẹp. G7 Pro men ring, men ring vỏ ring chưa đụng chạm, màn này mới thay, nó sao mà nổi vậy anh em, mà màn như thay rất là xài ok luôn. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch, pin 3600, quá ok nha. Con này tính em giá 1,9 triệu nha anh em, 1,9 triệu nha, là bao ship kèm sạc, còn nếu anh em mà ship sạc anh em tự chịu, mình bớt 100 ngàn, còn 1,8 triệu, 1,9 triệu bao tận nhà cho anh em luôn, ship sạc ok anh em xài thoải mái luôn, về tới nhà anh em luôn á. G2 Pro nha anh em, kính có một vết trời ngay đây nha. Nguyên zin, keo sà beng luôn, G2 Pro xanh, màn hình 5 inch, RAM 1,5 inch, bộ nhớ 16, pin của nó 2600 nha anh em, và giá ra đi của nó là 1,250, ship sạc cần bao cho anh em luôn, 1,250 bao ship kèm sạc, đó hiển thị rất là đẹp. Mỗi chức năng là full nha anh em nha. Chụp hình đẹp keng luôn, mọi chức năng là ring rồi, giá 1,250, ship sạc còn bao cho anh em. Oppo A37, máy này thay nắp sau rồi anh em, keng sà beng luôn nha. RAM 2 bộ nhớ 16, màn hình 5 inch, pin của nó là 2630, giá 1,250 nha anh em. Con này chụp hình còn rất là đẹp, chức năng thì đầy đủ cho anh em xài, giá 1,250. G7 Pro hàng, máy nguyên zin, máy này thì nguyên zin luôn đó, vỏ sườn có nhâm nhâm cho mình quay cho anh em này, được cái nguyên zin nha, nói chung nắp sau còn rất là đẹp, kính keng luôn, không có trời. Ủa con này hết pin mất rồi, tí sạc pin này cho hết pin mất rồi. Hiển thị rất là sáng nét, mọi chức năng zin cho anh em. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch nha. Pin 3600, giá 2,180, 2,180 triệu, mấy người zin nha anh em. Anh em hàng về tiếp tục vài. Anh em Hàn Quốc này anh em. Anh em 20 á, về tiếp. Tiếp tục hai con nữa này anh em. Nói chung lưng sau thì cũng có nhắm nhắm trời trời. Kính thì đẹp keng. Mấy nguyên riêng nha, hiển thị đó là sắc nét. Anh em 20, RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình của nó 5.2 nha anh em, pin 3000, giá ra đi là 1,850, bao ship kèm sạc cho anh em, 1,850 nha anh em. Mọi chức năng thì riêng cho anh em full luôn, chụp hình cũng rất là nét. Con này LED VS1, RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình máy nguyên zin này anh em, đẹp keng sao beng luôn nha. Màn hình 5.5 inch, pin 3000. Máy xài rất là sướng, màn hình 5.5 inch, RAM 3 bộ nhớ 32, về được hai con nữa. Hai con. Ngoại hình rất là đẹp. Bao ship kèm sạc giá 1,390. 1,390 nha anh em.
Tao ship sạc cho anh em luôn. Ok. Tiếp theo là một Oppo F7, một em F7 đẹp keng luôn, mấy nhiêu ring? Con này ring nè, đẹp vô cái lưng quá đẹp luôn. Kính thì đại giá cực lực, xước sát gần như không có anh em. Oppo F7. Đó. RAM 4 bộ nhớ 64. Màn hình 6.23. Pin của nó là 3400 nha anh em. Và giá ra đi là 2550. Bao ship kèm sạc cho anh em một con new ring như này. 2550 bao ship. Nokia 7 Plus. 7 Plus anh em. Vỏ thì có những cái vết nhăm nhăm do xài ập lưng, nó bị lưu lại những cái bụi bặm dính trên cái lưng sau. Kính đẹp keng. Lông mèo cực nhỏ luôn. Nokia 7 Plus màn hình 6 inch, RAM 4 bộ nhớ 64, pin 3800. Con này xài chip Snapdragon 660 nha anh em, 8 nhân. Cũng rất là mạnh. Chụp hình thì sáng đẹp. Ok luôn. Giá ra đi của nó là 2450 nha anh em. Màu xích kèm sạc cho anh em nha, 2.450.000. Máy đẹp keng luôn. Oppo F9 ring keng đẹp. Lớp sau nè, mới đẹp keng nè, mới lột keo. Oppo F9, cái này là cái miếng này anh em thấy không? Nó trời nè. Mà cái miếng dán nó chưa lột luôn á. Miếng này miếng dán ring nè, mình tháo ra luôn nha anh em coi nha. Lấy cái dao. Mới keng luôn. Đây là cái miếng dán màn hình. Đó. Đây là miếng dán dẻo của màn hình đó anh em, miếng ring nè. Thấy không? Đó. Sửa gương được luôn nha, đừng giỡn nha. Oppo F9 RAM 4 64. Đó, pin 3500, màn hình thì 6.3. Máy nguyên zin luôn. Camera thì quá đẹp luôn, cực sắc nét. Mọi chức năng full zin cho anh em. Giá 2850 anh em. 2850. F9 quá ok luôn. 2850 bao ship sạc cho anh em nha. Sạc dự phòng vẫn còn nha anh em. Vẫn về liên tục sạc dự phòng nha. Energizer. Dung lượng 10.000, công nghệ Mỹ. Thương hiệu Mỹ nè anh em, chứ không phải sạc dởn nha. Sạc này rất là chuẩn. 10.000 dung lượng 10.000, Energizer giá 320.000. Chưa bao ship nha anh em. Ship anh em từ chiều 20 này nha. 320.000. Và máy tính bảng iPad 4 vẫn về liên tục. Con này dung lượng 32GB. Ngoại hình thì lưng sau cũng ok, mấy nguyên riêng. iPad 4 anh em xài rất là thoải mái nha, chơi game rồi với lại giải trí rất mạnh. Đây là cái chân sạc này. Ngoại hình thì ok luôn. Bản wifi nha anh em, iPad 4 bản wifi 32GB. Giá của nó là 2550. Bao ship kèm sạc riêng nha anh em. 2550. Ship sạc mình sẽ bao cho anh em nha. Đó. Xài rất là ok luôn. Rồi, clip này chúng mình xin tạm dừng tại đây đi. Những anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình nha. Thân ái chào anh em và hẹn anh em những clip tiếp theo.